đi biển nha, gồm có túi sách này, đôi tông, chiếc kính, chai kem chống nắng, lọ kem chống nắng này, quả bóng. Hãy cùng bắt tay vào tour của mình nhé. Chiếc kính này, kính tôi màu xanh nha. Túi này thì mình dùng màu cam nha. Hết video để xem thành quả của mình nhé.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin này kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo.